cô, không biết sao từ sáng tới giờ bụng em cứ đau hoài. Để cô xem. Cha đua à, cô nghĩ em đã bị đầy bụng rồi đó. Sáng nay em đã ăn gì nè? Em chỉ ăn nhẹ nhàng 3 chén cơm thôi. Ăn sáng mà tới 3 chén luôn sao? Ăn giỏi như vậy thì cũng tốt, nhưng nhớ phải ăn chậm rãi, nhai kỹ thì mới tiêu hóa được, có biết chưa? Dạ. Được rồi, bây giờ cô sẽ xoa bụng cho em. Hãy nằm nghỉ ngơi một chút đi ha. Dạ, em cảm ơn cô nhiều lắm. Buổi hẹn hò của cậu. Đi chơi thôi. Đi nhanh lên. Nhanh lên đi. Em ăn bánh gạo quá. Ước gì ngày mai mình cũng bị đau bụng nữa thì tốt. Cha Đu à, bạn đang nói về chuyện gì? Bạn không thấy phòng y tế rất tuyệt vời hay sao hả? Bạn vừa được nằm ngủ, vừa không phải học nữa, tốt biết mấy luôn. Cha Đu à, mình ước gì cô y tá trong trường chúng ta chính là chị gái của mình. Vậy thì mình có thể tới nằm nghỉ bất cứ lúc nào rồi. Nhưng mà bạn cũng không nên làm như vậy. Cha Đu về rồi à? Lâu lâu mới lên chơi nên cậu nghĩ cậu sẽ ở đây vài ngày. Cậu lấy cái vớ ra ngoài đi, bốc mùi quá. Còn một chiếc ở đây nữa nè. Này. Bởi vậy cho tới bây giờ cậu mới không có bạn gái đó, cậu biết không? Xin lỗi con nha, đã khiến con phải thất vọng. Nhưng mà cậu có người yêu nha, đó chính là âm nhạc. Tại cậu muốn nghĩ như vậy thôi. Con nghĩ cậu là ai mà nói vậy? Cậu đàn ông giống như cậu không hấp dẫn phụ nữ một chút nào hết á. Con còn nhỏ nên không biết thôi. Con cứ kéo đại một cô gái trên đường hỏi thử xem. Một nghệ sĩ chơi nhạc như cậu ngầu lắm nha. Con sẽ thử hỏi xem coi có ai nhắm mắt làm ngơ hay không. À khoan đợi đã. Nhưng mà cậu có chắc chắn là cậu luôn luôn được yêu mến hay không? Đương nhiên rồi. Cậu giống như một cái hố đen mà khi rơi vào con sẽ không thể nào thoát ra được đâu. Con nghĩ là sẽ có một thiên thần nào đó cứu được cậu thoát khỏi cái hố đen của cậu đó. Nếu là thiên thần, chắc là sẽ xinh đẹp lắm. Đúng là gu của cậu rồi đó. Cậu đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà chúng ta phải làm chuyện này thiệt sao? Cậu à, cậu à, cậu không sao chứ? Chút xíu này nhầm nhỏ gì đâu. Chúng ta mau đi đến gặp thiên thần của cậu đi. Cô ơi cô, cậu của em bị thương ở trước cổng trường. Cô có thể giúp cậu của em được không? Xin lỗi đã làm phiền cô. Dạ được, không sao đâu. Anh ngồi xuống đi để tôi rửa vết thương cho anh. Nhanh lên cậu, cậu mau hỏi cô ấy đi. Cô y tá ơi, tôi muốn hỏi cô, nếu như cô có thời gian, tôi muốn mời cô một ly cà phê để cảm ơn cô, không biết có được không vậy? Không sao đâu mà. Chỉ là chữa trị đơn giản thôi, anh đừng bận tâm quá mà. Cô ơi cô, cậu của em có ý cảm ơn cô mà, cô đừng khách sáo. Thật sự là không cần phải làm như vậy đâu. Tại vì cậu em xấu cho nên cô mới như vậy, có đúng không? Không, không phải như vậy. Có vẻ như tôi đã khiến cho cô cảm thấy không thoải mái rồi. Cô ơi cô. Không, không phải như vậy đâu. Thôi được rồi, một ly cà phê thôi nha.
Xin chào quý vị, tôi xin thông báo đến quý vị thời tiết của ngày hôm nay. Khu vực Trung Bộ dự đoán... Cậu ơi, có phải là cậu định mặc bộ đồ tả tơi này đi hẹn hò vào ngày mai không? Đó. Thời trang ngầu như vậy mà con nói là tả tơi hả? Bộ đồ này mà thời trang ngầu cái gì chứ? Tới ngày mai cũng chưa chắc khô nổi đâu. Nè, cậu chỉ có một cái áo đó đẹp đẽ để mặc thôi. Cha đu thiệt là quá đáng mà. Ôi trời ơi, hai cậu cháu làm gì mà la lối ôm sầm, còn quăng quần áo lung tung nữa. Mẹ ơi, mẹ nhìn đi, cậu định sẽ mặc bộ quần áo tả tơi này để đi hẹn hò vào ngày mai đó mẹ. Hả? Chị ơi, tới ngày mai thì nó có thể khô đúng không vậy chị? Nếu không khô được thì em sẽ mặc bộ thôi đồ này đi ra ngoài. Mày đặt bộ này bộ kia nữa, tuyệt đối sẽ không khô nổi đâu. Hả? Kéo nón xuống thấp đi, làm vậy sẽ bị phát hiện bây giờ. Đi theo dõi cậu của bạn mà kêu mình đi theo chi vậy? Mình có rủ các bạn khác nhưng hôm nay cũng bận hết rồi, biết làm sao được. Nè, mình cũng bận rộn lắm chứ bộ. Mình định chơi điện tử cả ngày hôm nay á. Bạn im lặng một chút đi. Thôi cha đua à. Cô ấy đã tới rồi kìa. Xin chào anh, đã để anh phải đợi rồi. Không, xin chào cô nha. Xin lỗi anh nhiều lắm, tôi đã tới hơi trễ một chút. Ủa, hình như là cô y tá trường mình. Mà sao tự nhiên bạn cứ nắm tay của mình từ nãy tới giờ rồi? Mình không biết đâu, tại bạn nắm tay mình mà. Bạn nói cái gì chứ? Mình nắm tay bạn khi nào hả? Trời ơi, nóng quá. Ôi trời ơi, anh không sao chứ? Không sao, nóng quá. Có chắc là anh không sao không vậy? Thật sự không có sao hết trơn. Phục vụ à, cho tôi một ít đá nha. Cậu của bạn hình như hơi căng thẳng một chút á. Trước đó cậu của mình chưa bao giờ hẹn hò. Tôi lại gây rắc rối cho cô nữa rồi. Mời cô có một ly cà phê mà cũng không nên thân. Dạ. Tôi có biết một quán ăn rất ngon, để tôi mời cô một bữa có được không hả? Anh thật sự không cần phải làm như vậy đâu. Không sao đâu, anh đừng bận tâm. Có ai ở trong đó không? Mở cửa đi. Buổi tối có mở cửa mà đúng không? Có ai không? Xin lỗi nha, nhưng có vẻ mọi thứ không suôn sẻ với cậu của bạn rồi. Bực mình quá đi mất. Phải tìm hiểu trước khi hẹn hò mới phải chứ. Nhưng mà cậu của bạn không có gì giỏi hết sao? Nè, nói cho bạn biết nha, cậu của mình đánh đàn giỏi lắm, hát cũng hay nữa. Đằng kia có cây đàn guitar kìa. Được rồi, không thể để chuyện này kết thúc như vậy được. Hôm nay thật sự rất xin lỗi. Trời ơi, anh có bị làm sao không? Cái này từ đâu mà rơi xuống vậy ta? Có vẻ đây là ý trời muốn nói cho tôi biết, không thể để cho cô đi như vậy được. Dạ. Thật ra thì tôi chính là một nghệ sĩ chơi nhạc. Anh là một nghệ sĩ thật sao? Love me, Chakuma. Nè mắm nó rơi hàng ngày gắn đê. Nó ấy ghê gô bê ca gô ship hop, my love. Ôi trời! Trời, làm sao đây? Tôi không nhìn thấy anh ngồi ở đó. Tôi xin lỗi anh nha. Xong đời rồi. Nhanh lên!
đau quá cô ơi cô. Em đá banh bị té đau quá, em không thể nào ngồi học được, em chỉ nằm một tiếng thôi được không? Nè cho cha đu, em không được gì như vậy mà trốn tiết học đâu đó nha. Cô y tá thiệt tình à, cô y tá đã thay đổi thiệt rồi. Tất cả là tại cậu hết đó. Cha đu à, hôm nay sao không có một tí sức nào vậy hả? Không sao hết, tại mình cảm thấy đói thôi mà. Ơ, là cậu sao? Cậu ơi cậu. Cái gì hả? Làm hết hồn à? Con đã nhìn thấy cậu hẹn hò với cô y tá có đúng hay không hả? Anh gì chứ? Thật ra thì cậu và cô quyết định sẽ gặp nhau vài lần nữa. Cái gì chứ? Vẫn hẹn hò sao những chuyện ngốc nghếch đã xảy ra? Nè, dám nói cậu ngốc nghếch hả? Vậy tại sao lúc nãy cô không cho mình nghỉ ở phòng y tế mà lại đuổi mình về lớp? Nếu đang tiến triển tốt với cậu thì làm sao lại có thể như vậy được chứ? Hôm nay con lại giả bộ bệnh để trốn học nữa hả, cha đu? Con giả bộ cái gì đâu, con bị trầy đầu gối thiệt mà. Trời, cha đu, sau này đừng có làm mấy chuyện đó nữa nghe không? Ý của cậu là gì chứ? Cho con biết kể từ bây giờ cô ấy sẽ nghiêm khắc với con hơn đó, con có biết chưa hả? Sao ạ? Sau này đừng có mà trốn tiết nữa, phải học hành chăm chỉ đi. Không, không được, phòng y tế của mình. Love you, tu nom mori. Minchi ơi, bây giờ tụi mình tới khu vui chơi thiếu nhi chơi đi. Đơ đơ nè, có muốn đi cùng tụi mình không? Giờ mình phải đi học taekwondo rồi. Ồ, xe của lớp võ tới rồi kìa. Mai gặp nha. Xin lỗi cha đu nha, hôm nay mình có giờ học đàn piano rồi, tạm biệt. Còn mình thì đi học ballet. Cho cha đu, bạn tự tới khu vui chơi và chơi một mình đi hả? Mọi người làm sao vậy? Sơn Hua nè, bạn thì sao, tụi mình đi chơi nha. Chào cậu chủ. Tôi tới đón cậu đến lớp học thêm toán. Hôm nay chúng ta không để có được không? Con muốn đến khu vui chơi với cha đu. Không được đâu cậu chủ, bà chủ sẽ lo lắng lắm. Cha đu ơi, mình xin lỗi. Mấy bạn ấy thiệt là để một mình buồn chán như vậy á. Con bé này lại nghĩ ra ý tưởng gì nữa vậy? Con cũng muốn học thêm một cái gì đó. Sau khi tan học các bạn đều đi học thêm hết, không có ai ở lại chơi với con luôn. Chính vì vậy mẹ đã tặng cho con món quà chỉ có một trên đời thôi. Quà hả mẹ? Là người sẽ trở thành bạn suốt đời của con, các em của con đó. Chị cho đâu ơi, chơi với em đi. Hai cái đứa này. Ủa, Sơn Hun à, tối qua em không ngủ hay sao mà bây giờ lại ngủ gật trong lớp như vậy? Dạ thưa cô, bài tập trong lớp học thêm nhiều quá. Cái gì? Không phải bài tập trên trường mà là bài tập học thêm sao? Được rồi, tiết học của chúng ta kết thúc ở đây. Còn Sơn Hun, em lên phòng giáo viên gặp cô. Dạ. Sơn Hun á, mình biết thế nào cũng vậy mà. Sao vậy? Vì mỗi ngày bạn ấy phải đi học thêm ở 3-4 chỗ lận. Hả? Học thêm 3-4 chỗ lận sao?
học bơi nè, piano nè, chơi gôn nè, kiếm đạo, toán, mỹ thuật, lớp cảm nhận về sách. Còn gì nữa không ta? Còn mình chỉ có đi học thêm toán với taekwondo thôi. Mà gần đây thấy ốm quá trời. Mình đâu có thấy bạn ốm chỗ nào đâu. Ý mình là học thêm vất vả như vậy á. Sơn Hôn à, cô la bạn có nhiều không? Không có sao đâu, à, cô chỉ à, máu mũi kìa. Đi cẩn thận nha. Hôm nay cũng phải đi học thêm sao? Phải. Hồi nãy bạn mới bị chảy máu cam mà Sơn Hôn. Bạn không thể xin nghỉ học một bữa hay sao hả? Chào cậu chủ. À, bắt được rồi. Vậy là hôm nay Sơn Hôn không cần phải đi học nữa đúng không ông? Hôm nay chúng ta sẽ đến lớp cảm nhận về sách trước. Ông ơi, con nói nè. Chuyện gì? Ông cho Sơn Hôn tới khu vui chơi với con một chút thôi có được không? Bây giờ thì không được đâu. Hồi nãy ở trong lớp Sơn Hôn đã bị chảy máu mũi đó. Vì bài tập trong lớp học thêm nhiều quá nên bạn ấy không được ngủ đủ giấc. Cái gì? Chảy máu mũi? Vậy sao nãy giờ không nói cho tôi biết chứ cậu chủ? Nếu nói với ông thì mẹ con cũng sẽ biết. Con sợ mẹ lo lắng. Chính vì vậy ông hãy cho bạn ấy đi chơi với con đi. Khoảng nửa tiếng thôi. Được rồi, hai đứa chỉ chơi nửa tiếng thôi nha. Bạn đã thử nói với mẹ của bạn chưa? Mình đã thử nói rồi, nhưng mà mẹ mình nói không được. Mình với mẹ mình không có tiếng nói chung. Sao vậy? Mẹ mình nói những chuyện này đều là vì muốn tốt cho mình. Thật ra mình thấy ghen tị với bạn lắm. Đi học như vậy cũng tốt lắm mà, đâu cần phải tự chơi một mình đâu. Mình thì lại ghen tị với sự tự do của bạn. Có cách nào để đổi cho nhau không ta? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thần thoại Jack và Roman. Các em hãy thử cảm nhận về tác phẩm này nha. Sơn Hun nè, cho thầy biết cảm nhận ban đầu của em đi. Sơn Hun à, em không sao chứ? Thưa thầy, em bị cảm nặng cho nên. Sao em không nói sớm? Được rồi, uống chút nước đi nè. Sơn Hun à, em luyện tập nhiều rồi có đúng không? Đây là cái gì chị? Hôm nay em muốn đeo mặt nạ để học sao? Nếu như đeo cái này thì em sẽ tập trung hơn đó cô. Cũng được, vậy cứ thử qua một lần ha. Sơn Hun à, hôm nay giọng của em bị làm sao vậy? Dạ, em bị cảm. Cái gì bị cảm sao? Vậy hôm nay em nghỉ ngơi đi ha. Em không chịu đâu, em muốn ở lại tập tiếp. Dừng lại đi. Trời ơi, tao không thể nghe thấy gì hết. Cô ơi, sao cô kỳ quá vậy? Em đang cố gắng luyện giọng để cho thông họng mà. Không được, dừng lại đi. Trời ơi, tai của tôi. Danh chơi hơn. Dạ có. Chan Sơn Hun. Dạ. Sơn Hun, sao chưa gì mà em đã mang đồ bảo hộ rồi? Em muốn được đấu tới vậy sao? Ê, vì Sơn Hun đấu với ẹt à thầy. Ồ nè nè, các em không được chọc bạn như vậy biết không? Rồi tập trung, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Võ sinh chuẩn bị. Bắt đầu.
Dừng lại. Nè, bạn sao vậy? Đánh kiểu đó là phạm quy có biết không? Trời cha đu. Em đâu phải Sinh Huynh đâu. Nói đi, em là ai? Dạ thưa thầy, em là bạn học cùng lớp của Sơn Hôn. Ủa Shadow, bạn học xong rồi sao? Hả? Bạn chơi vui không? Vui lắm. Mặc dù chỉ có một mình nhưng mình đã chơi rất vui. Hôm nay mình thật sự không muốn đi học thêm một chút nào. Cảm ơn bạn nha Shadow. Bây giờ mình đã có thể vui vẻ đi học thêm môn toán rồi Shadow. Nhưng mà có một chút chuyện Sinh Hô nè. Ủa? Có lẽ là chúng ta gặp rắc rối rồi. Ồ. Cho dù là như vậy thì làm sao con có thể kêu bạn con đi học giùm cho con được chứ? Tại con mệt quá nên mới làm vậy thôi. Sao vậy Sơn Hôn? Sao con cứ luôn chống đối và không chịu hiểu cho mẹ? Mẹ cũng vậy mà, hay có bao giờ mẹ chịu hiểu cho con đâu. Cậu chủ ơi. Mình lại muốn tới đó quá đi. Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng nói với mẹ thêm một lần nữa. Đúng là không dư khoản nào để học thêm hết. Sao tự nhiên lại phải đi học thêm chứ? Cho đùa thấy các bạn được đi học thêm nên cũng muốn học. Ý của chị là Sinh Huynh đã bỏ chạy ra ngoài vào giờ này hay sao? Phải, vì vấn đề học thêm mà tôi đã nổi giận với thằng bé. Cha Đu à, con có biết Sơn Hôn có thể đi đâu không? Con không rõ nữa. Ba, có khi nào? Dạ đợi con một chút. Sơn Hôn ơi. Nurongchi à, bây giờ anh phải làm sao đây? Anh rất ghét học thêm, anh cũng ghét mẹ nữa. Vì là mèo nên em đâu cần lo lắng những chuyện đó. Anh thật sự rất ghen tị với em. Sơn Hôn ơi. Cha Đu hả? Sơn Hôn à. Mẹ ơi. Sơn Hôn ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ con xin lỗi, con sai rồi. Không phải đâu, thời gian qua chắc con mệt mỏi lắm. Mẹ xin lỗi con. Cha Đu nè, từ tháng sau con cũng đi học thêm đi. Mẹ con nói đúng đó. Con hãy chọn cho mình một môn mình thực sự thích, rồi ba mẹ sẽ cho con đi học. Nhưng ba mẹ có tiền không? Không có gì. Thấy Sơn Hôn như vậy con cũng không muốn đi học thêm nữa. Nè, con lại đổi ý rồi sao? Trời ơi, con thất thường quá. Hôm nay tan học có ai đi khu vui chơi với mình không? Sao vậy? Hôm nay bạn không đi học thêm hả? Đúng vậy. Mình đã bàn với mẹ sẽ chỉ chọn hai môn mình thích nhất để học thôi. Và mẹ đã đồng ý. Tất cả là nhờ bạn hết đó Shadow. Vậy nên từ giờ sau khi tan học, mình đều có thể đến sân chơi. Wow, vậy thì tốt quá. Nhưng mà cũng đã tới giờ mình phải đi học thêm rồi. Bạn cũng đi học thêm sao Shadow? Bạn học môn gì vậy? Đó là một bí mật. Mấy đứa, tiết một của lớp học thêm tổng hợp Shadow là cuộc thi ba môn phối hợp. Chuẩn bị. Nhìn kìa, mấy trái táo này ngon quá. Chị lấy cho tôi một rổ táo nha chị. Cảm ơn chị, có vẻ như nhà chị rất thích ăn táo ha. Trước giờ tôi chỉ biết cha đưa thích ăn táo thôi. Con bé không chỉ thích táo đâu, nó thích tất cả những gì có thể ăn được. Hôm nay cha đưa không đi cùng chị sao? Nhớ. Con bé bận luyện tập cho chương trình tài năng. Nếu học hành mà nó cũng chăm như vậy thì tốt quá. Vậy sao? Tôi sẽ đi xem con bé diễn. Năm ngoái con bé nhảy giỏi ơi là giỏi, tôi coi là mê quá trời luôn. Chắc ở trong trường con bé nổi tiếng lắm hả?
Mình đi mua trái cây hay nói chuyện về chị vậy hả mẹ? Con là em gái của cha Đu có phải không? Tên của con là gì vậy hả? Dạ phải, con là Mimi đó cô. Nhìn con không giống cha Đu lắm. Vậy nha, tôi đi chợ tiếp đây. Lần trước mình đã nói tên rồi, vậy mà cũng cần hỏi lại. Mẹ cha Đu khỏe không chị? Nè cha Đu, hôm nay cá về ngon lắm nè. Ôi trời. Hôm nay cha Đu không đi với chị sao? Mẹ ơi, mấy cô chú có từng gọi mẹ là mẹ Mimi thay vì là mẹ cha Đu không? Sao vậy? Con buồn khi mọi người gọi mẹ là mẹ cha Đu sao? Đâu có, con có buồn gì đâu. Em gái của cha Đu, Mimi. Một, hai, ba, bốn. Mimi không? Cái này... Em còn nhỏ lắm, vẫn chưa sẵn sàng có bạn trai đâu. Em có thể đưa cái này cho chị em giùm anh được không hả? Không, mình không bao giờ muốn học cùng trường với chị cha đâu đâu. Có dân. Mimi nè, em là em của cha Đu có phải không? Cô vẫn còn thuốc mỡ lần trước cha Đu dùng đó. Lúc nào cũng cha Đu, mình chán và mệt lắm rồi. Mimi ơi, em có sao không? Cô ơi cô, em không có giống chị của em đâu. Em là Mimi, mọi người đừng gắn tên em chung với cha Đu nữa. Mimi à, em ấy bị làm sao vậy chứ? Con là chị Dân Hui có phải không? Dạ, con chào cô. Hôm nay con không đi chung với Dân Hui hả? Dạ phải, hôm nay em ấy đi thi toán rồi cô ơi. Thật vậy sao? Có đứa em thông minh vậy con chắc hãnh diện lắm. Đúng vậy, nếu bây giờ mình nổi tiếng hơn chị cha Đu thì... Con là chị Mimi đó sao? Tên con là gì vậy? Dạ con tên là cha Đu. Phải rồi ha, chị của Mimi tên là cha Đu. Vậy mà cô cứ quên hoài à. Chị của Mimi hả? Con muốn mua táo không con? Hôm nay Mimi không đi với con sao? Con bé là chị của Mimi đó. Mimi đâu rồi con? Mimi. Mình nhất định sẽ nổi tiếng hơn chị. Và mình sẽ làm cho mọi người phải nhớ tới tên của mình mới được. Mimi ơi. Ủa, em ấy đi đâu rồi? Ôi trời, hôm nay con làm bài tập xong sớm vậy hả? Mẹ ơi, Mimi đi đâu rồi mẹ? Ôi, con bé nói là nó ra ngoài với bạn rồi. Ra ngoài với bạn? Mimi đang bị thương.
trường thì có thể đi đâu được. Chị ơi, hôm nay em thật sự vui lắm luôn. Hôm nay chị cũng vui hơn chị đã tưởng tượng luôn á. Chào chị, ngày mai gặp lại chị ha. Em làm gì ở nhà của anh Huy vậy hả? Trời mây mây. Chị Chadu, chị đang làm gì ở đây vậy? Câu này chị phải hỏi em mới đúng đó. Em cũng có cuộc sống riêng mà, chị cứ lo cho cuộc sống của chị đi. Vậy tại sao cuộc sống riêng của em lại liên quan tới anh Huy? Em, bộ em không biết bạn đó hay chọc phá chị hay sao? Đó là vấn đề của chị mà. Và không có nghĩa là em phải ghét chị ấy, hiểu không? Chị em nói gì hả Mimi? Em đang giỡn chơi với chị sao? Hôm nay em bị gì mà cư xử lạ vậy? Mau đứng lại cho chị đi. Ha, bây giờ hai người đó đi chơi chung với nhau luôn. Ngày mai gặp lại nha. Mình đi thôi. Dạ. Xin chào các em học sinh thân mến. Điều mà các em đang mong chờ sắp đến rồi đây. Chương trình tài năng sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều thí sinh tài năng sẽ trình diễn những tiết mục vô cùng tuyệt vời. Các em hãy từ từ thưởng thức nha. Cha đường ơi, nhìn bạn tuyệt vời quá đi. Cũng y như mọi năm thôi mà. Cha đường ơi, tiếp theo là tiết mục của em đó. Chuẩn bị đi nghe. Dạ, em biết rồi thưa thầy. Mọi người xin hãy chú ý, tiết mục tiếp theo sẽ là chơi cha đu qua phần trình diễn nhảy đường phố. Có chuyện gì vậy? Cha đu sao lạ quá. Chà đu à, sao bạn diễn kỳ cục vậy? Và tiếp theo sau đây là phần trình diễn múa ba lê tuyệt vời của Choi Mimi. Tới lượt của Mimi rồi kìa. Bạn chơi với em của mình thì cũng được thôi, nhưng đừng để hành vi của bạn làm ảnh hưởng tới em ấy. Cái gì? Chẳng qua mình thấy em ấy quá tội nghiệp cho nên mới giúp đỡ thôi. Bạn đang nói cái gì vậy hả? Mimi muốn đạt giải nhất trong cuộc thi tài năng nên em ấy đã nhờ mình dạy múa ba lê đó. Chuyện này nghe vô lý hết sức. Mimi có bao giờ quan tâm tới những thứ đó đâu. Cái này là do bạn nghĩ vậy thôi. Em ấy quá mệt mỏi với việc mọi người luôn gọi mình là em gái của cha đâu rồi, nên em ấy muốn nổi tiếng hơn bạn. Bạn nói thật sao? Lúc mới nghe mình còn thấy mắc cười, nhưng Mimi rất nghiêm túc. Con bé chăm chỉ luyện tập tới nỗi chân sưng hết lên. Mình hoàn toàn không biết gì hết. Không ngờ con bé buồn tới vậy. Mimi thật tuyệt vời. Hôm nay em là nhất đó. Wow, em ấy giỏi hơn cha đu luôn. Giỏi hơn rất nhiều nữa là đằng khác. Mọi người, ngay bây giờ tôi sẽ công bố giải thưởng mà các em đã bình chọn. Giải nhất đã thuộc về thí sinh Choi Mimi. Mọi người dễ lòng chào nhé.
sao vừa mới hái đi đó. Ôi trời ơi, mấy trái táo này nhìn ngon quá. Chị cho tôi một rổ táo nha. Ôi trời là con hả Mimi? Hôm bữa cô có đi coi con diễn nè, rất tuyệt vời. Dạ con cảm ơn. Công nhận nha, chị có mấy đứa con gái tài năng ghê vậy đó. Mimi à, con đem về chia với chị con đi nha. Chị ăn trái bự hơn đi. Được rồi, chị nhường trái bự cho em. Không đâu, chị cứ cầm lấy đi. Nè cô ơi, cô cho con thêm nhiều tương nữa đi cô. À, nữa sao? Dạ, càng nhiều càng tốt cô ơi. Tuyệt vời, có thêm tương là ngon liền luôn. Còn thiệt là, mẹ không hiểu nó ngon ở chỗ nào nữa. Mẹ ơi, tương cà dùng để ăn với món này là ngon sáu chánh luôn đó. Nè, mẹ có muốn ăn thử một miếng không? Gì chứ, thôi cảm ơn con, mẹ không ăn đâu. Tuyệt vời, đây là thứ mình muốn. Mimi à, sao con làm phòng bừa bộn vậy hả? Ủa? Nè, khoan đã, con định mặc cái đó hay sao? Mimi à, có nhiều đồ mà con chọn cái khác thử xem. Hả? Mẹ đúng là không biết gì về thời trang hết. Thiệt tình à. Con nói cái gì? Xin chào, tôi là Choi Ho-don của phòng kinh doanh 3 đây. Là em nè. Em có để sữa trong hộp cơm trưa của anh đó. Hả, anh có thấy rồi. Thật ra, em gọi là để nhắc nhở anh uống sữa. Tan làm anh sẽ đi ăn tiệc mà đúng không? Ủa mà, sao em biết công ty anh có tiệc? Em biết hết mọi thứ, anh không nhận ra điều đó sao? Em đúng là thần thông quảng đại à. Nhưng mà anh đang lo về vụ tối nay đây. Mặc dù anh thích uống với đồng nghiệp, nhưng anh ngại khi phải ăn tiệc cùng với sếp lắm. Em hiểu ý anh, nhưng tốt nhất anh vẫn nên tham gia. Vậy đi nha, anh nhớ là phải uống sữa đó. Chương trình y học trên TV nói là nếu anh uống sữa trước khi uống đồ uống có cồn. Anh biết rồi, anh sẽ uống mà. Không biết anh ấy có làm theo không. Cả nhà phải nghe theo lời của tôi đó. Mọi chuyện sẽ không sao nếu như anh... Nếu nghe lời mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. À, cái trái chuyện nhẹ tay thôi. Chị ơi, chị đau lắm hả? Mẹ đã dặn rồi, cho đáng đời, ai biểu không chịu nghe lời mẹ. Mẹ kỳ quá, con đang đau muốn khóc luôn, mà mẹ còn nói con như vậy nữa. Chứ bây giờ con muốn mẹ phải làm sao đây? Thôi, chờ đó đi, mẹ sẽ đi lấy tương đậu nành cho con. Dạ, cái tương đậu nành, mẹ định đi nấu súp chứ vậy, con không thèm đâu. Chị ơi, chị bị chảy máu cam kìa. Máu cam? Cái này là tương cà đó. Tại sao tương cà lại chảy ra từ mũi của chị hả? Tất cả là tại chị của con hết đó. Tuyệt vời, ngon quá đi. Thôi Chadu, con đi từ từ thôi, với lại phải mở mắt ra nhìn đường nữa. Con không nghe lời mẹ, té thì đừng có trách. Mẹ không cần la đâu, con có thể nhắm mắt và đi hết khu của mình luôn. Chadu, coi chừng. Đó, con đã thấy chưa? Mẹ nói rồi mà không chịu nghe, bây giờ té dập mặt luôn rồi kìa. Hết đất của con đâu rồi? Hết đất đâu rồi? Còn thiệt là bị vậy rồi mà chỉ nghĩ tới đồ ăn là sao? Mẹ ơi, sao mẹ cười vậy? Hả? Ha, cái gì đây trời? Chị mẹ cứ liên tục nói con sẽ bị té, con sẽ bị té như trù ẻo vậy, nên con mới bị té. Con té là gì không chịu nghe lời mẹ thôi. Mẹ với chị hãy bình tĩnh đi mà. Diễn viên chính mặc bộ váy chấm bi trong phim nhìn đẹp lắm, nên con mặc cái này và đi ra ngoài. Rồi sao nữa? Chuyện gì vậy nè?
lẽ ra mình nên nghe lời mẹ mới phải. Mẹ ơi, từ giờ trở đi con sẽ chỉ mặc đồ mẹ chọn cho con mà thôi. Mẹ đã nói rồi mà, nếu từ đầu con chịu nghe lời mẹ thì đã không gặp phải rắc rối như vậy rồi. Mà khoan đã, sao cái áo này lại có mùi kim chi hầm của nhà mình đã ăn hồi tháng trước vậy ta? Mẹ ơi mẹ, mẹ chưa giặt đồ có đúng không? Cho nên mẹ mới kêu Mimi mặc đồ khác có đúng không? Đừng có nói nhảm nữa, mau đi quăng rác cho mẹ. Mẹ thiệt là quá đáng mà. Mà khoan đã, lần nào bị con nói trúng tim đen mẹ cũng nổi nóng với con hết á. Ba về. Ba mua gà rán cho con nè. Gà rán ngon quá đây. Thực sự là nhờ em chuẩn bị sữa cho anh nên anh đã bỏ luôn bữa tiệc và đi về. Sữa nào vậy? Ý ba là sữa trong tủ lạnh sao? Con nhớ sữa đó hết hạn rồi mới. Con tốt nhất là nên im lặng đi Shadow à. Mới hết hạn có mấy ngày thôi, không sao đâu. Con biết ngay mà. Hay vì anh đau bụng và đi vệ sinh nguyên cả ngày hôm nay nên giám đốc của anh cho về nhà nghỉ luôn. Hả? Ba phản ứng vậy là sao? Mẹ thật tuyệt vời. Từ bây giờ nhà mình phải nghe lời mẹ mới được á nha. Điều đó là đương nhiên rồi. Nếu cả nhà nghe lời mẹ thì tất cả sẽ bình an và chỉ gặp những điều tốt đẹp thôi. Dạ bà mẹ, xã, anh nhất định sẽ nghe theo lời bà xã. Hai trời ơi, để con nói cho nhà mình nghe. Chẳng qua là mẹ thấy tiếc không muốn bỏ sữa cũ cho nên mới. Khó chịu thiệt đó. Bây giờ nhà của mình hoàn toàn trở thành vương quốc của mẹ rồi. Mấy nhà khác cũng như vậy mà. Mọi chuyện trong nhà từ lớn tới nhỏ tụi mình đều phải nghe theo mẹ hết. Trước giờ mẹ mình đã luôn thích cằn nhằn rồi, bây giờ mẹ lại cằn nhằn nhiều gấp đôi luôn. Chưa hết đâu, dù mẹ có nói mê chu làm từ đậu thì cả nhà cũng phải tin nữa. Mẹ bạn nói đúng mà, mê chu được làm từ đậu chứ gì nữa. Hả? Là thiệt hả? Sao mình không biết vậy ta? Thôi mẹ con mới về. Con đau bụng. Ba Bi à, em bị làm sao vậy hả? Chị ơi, bụng em đau. Mẹ ơi, ba Bi bị làm sao vậy? Không sao, không có gì đâu. Mẹ nghĩ em bị đau bụng là do ăn nhiều kem lạnh thôi mà. Nhưng mà nhìn em đau thương quá. Mẹ ơi, con đâu có ăn kem đâu. Có thật vậy không? Vậy chắc con ăn trúng thứ gì khác rồi. Không lẽ mẹ tính để em chịu đau hoài như vậy hay sao chứ? Mau đưa em đi bệnh viện đi mẹ. Nhìn không có gì nghiêm trọng nên không cần phải đến bệnh viện. Con đừng lo, em của con không sao đâu. Mẹ của con có bao giờ nói sai chưa nè? Trời ơi, con trai của mẹ, chỉ cần mẹ xoa như vậy là con sẽ nhanh hết đau thôi mà. Con trai à, con có tin mẹ không? Dạ. Bàn tay của mẹ là bàn tay thần kỳ, bụng của Barbie là bụng ngoan. Thằng bé cần được phẫu thuật ngay, bởi vì thằng bé bị viêm ruột thừa cấp. Chắc là thằng bé đã liên tục nói rằng bụng con rất đau đúng không? Cũng may là vẫn còn kịp. Không phải là đau bụng bình thường hả bác sĩ? Trời ơi, con trai bé bỏng của tôi, chắc là con đã đau lắm. Mọi người có nghe bác sĩ nói không? Ông ấy không hề nói gì đến chuyện đau bụng. Mẹ nghĩ là do mẹ đã xoa cho em đó. Con trai à, con hết đau rồi có phải không? Dạ, anh con không thấy đau nữa mẹ ơi. Mẹ con đi học đây. Mấy đứa nè, mẹ nhìn trời hôm nay chuyển giống như là muốn mưa đó. Tụi con nhớ mang dù theo. Dạ thôi, con không đem dù đâu. Con cũng không đem đâu. Mấy đứa có biết cảm giác của mẹ còn chính xác hơn dự báo thời tiết không? Tốt hơn là nên nghe lời mẹ đi. Dạ không, con không đem đâu. Con không muốn phải phẫu thuật viêm ruột thừa giống Barbie đâu mẹ ơi. Cái gì? Mấy cái đứa hư hỏng này. Mẹ ơi, con muốn đi về sao? Mẹ ơi. Nô rong chi hả? Mẹ của anh đi đâu rồi?
các vị thần xin hãy nghe tôi, thần nào cũng được, xin hãy làm cho trời mưa đi. Mẹ đã nói rồi mà, nếu nghe theo lời mẹ sẽ an toàn, gia đình này sẽ không thể làm gì được nếu thiếu mẹ. Mẹ mình nghĩ là cả nhà sẽ không thể làm được gì nếu thiếu mẹ. Hôm nay nếu mình và Mimi về nhà mà bị ướt như chuột thì mẹ sẽ rất phấn khích vì mẹ đã đúng. Mình nghĩ bác ấy sẽ không như vậy đâu. Xin lỗi vì đã nói ra điều này, nhưng chắc bạn mệt mỏi lắm. Bạn đừng nói vậy. Lát nữa trước khi về nhà, mình phải thay bộ đồ cũ này để mẹ không có cớ cằn nhằn mình. Khó mà làm theo lời mẹ nói lắm. Mẹ của bạn chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Mẹ về rồi đây. Chị biết là mẹ có ý tốt, mẹ cằn nhằn cũng vì có lý do. Nhưng vấn đề là mẹ làm tụi mình khó chịu vì những thứ rất nhỏ, dù hầu hết thời gian mẹ đối xử rất tốt với chị em mình. Chị đây rất đúng, phải nghe lời mẹ. Quá phô trương luôn. Phải, đúng là mẹ tụi con có tính đó thiệt. Nhưng tụi con nghĩ lại coi, cha con chúng ta chính là lý do để mẹ thành như vậy. Dạ. Tụi con thử nghĩ đi, mẹ đã làm việc quần quật suốt ngày cho cả nhà, dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng và tất cả mọi thứ, không màng đến cuộc sống riêng. Tất cả thời gian mẹ đều dành hết cho gia đình, nhưng chúng ta lại không biết trân trọng những điều đó, còn xem nó là lẽ đương nhiên nữa chứ. Anh làm tốt lắm. Thật ra mẹ chỉ muốn chúng ta công nhận nỗ lực của mẹ mà thôi, nhưng chúng ta lại không làm, cho nên mẹ phải tự mình làm nó, coi như một cách để động viên bản thân. Chắc nói như đó là đủ rồi ha. Đúng là vợ chồng có khác nha. Từ bây giờ cả nhà mình sẽ luôn cổ vũ và luôn ủng hộ tinh thần cho mẹ. Đồng ý, đồng ý. Chúng ta cần phải khen mẹ nhiều, thiệt nhiều nữa. Dạo này vui nè. Mẹ cảm ơn, nhưng mẹ không muốn mấy đứa giả bộ đối xử tốt với mẹ đâu. Mẹ ơi. Ủa bà xã, em về hồi nào vậy? Mẹ về rồi, cho mẹ lâu quá con còn sợ là mẹ gặp chuyện gì rồi nữa chứ. Tụi con tính đi ra ngoài tìm mẹ, nhưng bây giờ mẹ về rồi, thật là vui quá đi. Lấp lánh quá. Có phải mẹ là mẹ của con không? Hay là tiên nữ giáng trần xuống chơi với con vậy? Mấy đứa thôi đi, mẹ không muốn nghe đâu. Ông xã nè, em có mua bụng heo, hai vợ chồng mình cùng làm một bữa thịt nướng nha anh. Anh rất thích luôn. Bụng heo sao? Phải chứ, hồi nãy đừng ăn mì ramen. Mấy đứa nó thích ăn mì ramen mà. Không có đâu, tụi con thích mẹ nhất trên đời. Ôi trời đất ơi, lạnh quá vậy nè. Ôi trời, một năm trôi qua nhanh như mũi tên vậy. Chưa gì đã hết tháng 11 rồi. Nhanh gì chứ mẹ, con thì lúc nào cũng tự hỏi khi nào mới hết năm đây. Con chờ đợi muốn mỏi mòn luôn đấy mẹ ơi. Cuối cùng, cuối năm cũng tới rồi. Hey, thịt bò Hàn Quốc. Mẹ mình là đầu bếp. Mẹ, phần thưởng cuối năm của ba ổn đúng không mẹ? Tuần sau chúng ta có thể đi ăn thịt bò Hàn Quốc rồi phải không mẹ? Tới rồi, tới rồi nè. Mấy đứa à, hãy nhìn những miếng thịt tươi ngon kia kìa. Nhớ là đừng có vô bếp làm phiền trong khi mẹ đang nấu ăn. Mấy đứa con mau vô phòng làm bài tập hết đi. Nếu không nghe lời thì ngay cả canh cũng không được ăn đâu. Dạ alo, xin nghe. Hả, Minji, có chuyện gì? Jadu à, bây giờ mình có thể tới nhà của bạn không? Cả nhà mình ra ngoài hết trơn rồi, còn có một mình ở nhà à. Mình sẽ đi mua bánh gạo đem qua, bạn vẫn chưa ăn cơm có đúng không vậy? Phải làm sao đây Minji à? Bây giờ nhà mình có khách rồi, cho nên chắc là hẹn bạn. Vậy sao? Mình còn định đến nhà luôn mà không gọi trước, nhưng mình cảm thấy hơi bất lịch sự. Thôi không sao đâu mà, mai chúng ta gặp lại nha. Tạm biệt. Nhà mình có khách hay sao chị cho đu? Quá, làm giật mình à. Chị không cho chị Minji tới nhà chúng ta vì chị không muốn chia bớt phần thịt cho chị ấy ăn, có đúng không? Phải rồi đó. Chị ấy là bạn thân của chị chứ bộ. Sau khi ăn thịt bò xong rồi tính tới tình bạn thân cũng được mà, đâu có mất mát gì đâu.
từ thôi, còn cả nồi lẫn mà. Dạ mẹ. Chào bạn, chào buổi sáng. Xin chào. Vô lớp thôi, nhanh lên. Lên. Chào buổi sáng. Xin chào Chadu à. Bụng của bạn bị sao vậy? Bạn đang giấu trái banh trong bụng hả? Không lẽ bụng của mình nhìn bự đỏ luôn vậy hả Minh Chi? Là bụng của bạn. À đúng rồi, hôm qua mình ăn hơi nhiều thôi mà. Hôm qua bạn nói nhà bạn có khách mà, chắc hẳn là bạn đã ăn nhiều món ngon lắm. Mình quên mất tiêu chuyện đó, hôm nay mình có mang cái này cho bạn nè. Là snack choco. Hôm qua anh của mình mua cho mình, nhưng mình không ăn mà để hôm nay đem ăn chung với bạn. Thật vậy sao? Sau khi ăn thịt bò xong rồi tính tới bản thân cũng được mà, đâu có mất mát gì đâu. Nè, chắc bạn no lắm, nhưng cùng nhau ăn một miếng đi. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Minh Truy lúc nào cũng vậy, có cái gì ngon cũng để dành đem chia cho mình hết á. Còn mình thì lại... Minh Truy à, hôm nay bạn đến nhà mình và cùng ăn tối với mình có được không hả? Cảm ơn bạn vì đã mời mình tới ăn tối. Còn cảm ơn bác rất nhiều ạ. Cái món này là gì? Dạ không, thịt này sao mà ngon quá à. Cái con bé này đúng là biết thưởng thức quá nha. Ấy chà, còn rau xà lách nữa mà bác quên mang lên rồi. Dạ được rồi, con cảm ơn bác. Đã ăn thì phải ăn cho đúng cách chứ. Mặn quá, nhai vô miệng thì vị mặn hơn. Có ăn nhiều vào nha Minh Chi. Cha Đu à, hôm nay mình đã ăn rất là ngon luôn. Mai gặp lại ở trường nha. Lần sau mình ăn nữa nha. Không cần đâu, hôm nay mình đã ăn rất nhiều rồi. Thôi mình đi đây hả? Con về rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, lấy cơm cho con ăn với, con đói bụng quá à. Cái gì chứ, không phải con ăn tối ở nhà cha Đu rồi mới về hay sao? Sếp ơi, sếp đã làm gì với phần thưởng lần này vậy sếp? Tôi đã đưa cho vợ tôi để mua thịt bò Hàn Quốc cho bọn trẻ ăn rồi. À, phải rồi ha, vợ của sếp nấu ăn ngon lắm mà. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Nấu ăn ngon hả, ai nói vậy chứ. Bởi vì bò Hàn Quốc mắc quá nên tôi không ăn thường xuyên thôi. Chứ món ăn có mùi vị gì đâu. Mấy đứa nhỏ nhà sếp không phải ăn rất ngon hay sao? Bình thường chỉ có ăn cỏ thôi. Thử ném một đống thịt cho ăn coi, nấu kiểu gì mà chẳng thấy ngon. Minh Chi à, hôm nay không cần phải tới học viện học có đúng không? Bạn có muốn tới nhà mình ăn tối hay không? Không cần đâu cha Đu à. Hôm nay mình sẽ mời bạn tới nhà của mình. Mẹ mình sẽ làm món sườn bò hầm nên kêu mình rủ bạn cùng tới ăn đó. Ủa thật vậy hả? Nhưng bạn sẽ không cảm thấy gì chứ? Chuyện gì hả? Mình hơi khó ăn đó nha. Lỡ mẹ của bạn nấu món thịt không hợp với khẩu vị của mình thì sao? Cô ơi, cô cho con hỏi, món này là món gì vậy cô? Đây là món sườn bò hầm, con có thích hay không vậy? Không thể nào tin được mà. Món thịt hầm rất mềm rất thơm, khi ăn nó tan trong miệng luôn. Đây là món thịt hầm thật sao? Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm vậy với tụi con kia chứ? Con bé này đang nói cái gì vậy? Lúc giờ mẹ nấu thịt bò Hàn Quốc theo kiểu gì vậy hả mẹ? Món sườn bò hầm của mẹ làm dở quá trời quá đất luôn á. Nói cái gì vậy hả? Con vừa mới được ăn món sườn bò hầm mà mẹ của Minh Chi làm đó mẹ. Ngon lắm luôn đó. Món mẹ làm không thể nào so sánh được đâu. Chị nói gì vậy chứ? Con đang nói cái gì vậy hả? Con nói đi, con vừa ăn cái món gì ghê gớm dữ vậy? Con có lén mang về một ít đây nè mẹ. Mẹ cũng nên ăn thử một miếng cho biết đi. Làm gì mà gói mang về như đi ăn xin vậy? Thì tại vì nó ngon quá mà. Em nữa. Đúng là ngon quá trời quá đất luôn à.
thiệt là hết chịu nổi mấy cái đứa này mà. Tao đưa đây cho mẹ ăn thử coi. Ừ, đúng là ngon thiệt. Cho dù có ngon hơn mình nấu đi chăng nữa thì chúng cũng không nên làm cho mẹ của chúng xấu hổ như vậy mới phải chứ. Đúng là nuôi chúng bao nhiêu năm nay tốn công thiệt mà. Sao nước không mát vậy trơn vậy nè? Cái gì đây hả? Thịt bò để đây đâu có tiêu hết rồi. Cô ơi cô có thể dùng phần thịt này để nấu sườn hầm cho con có được không ạ? Cha đu à? Cái con bé này tại sao con lại làm cho mẹ xấu hổ như vậy chứ hả cha đu? Dạ alo. À mẹ Sơn Hun hả? Tôi là mẹ của cha đu đây, may là chị có nhà. Mẹ cha đu à, có chuyện gì mà chị gọi cho tôi vậy? Lần trước tôi có nghe chị nhận được chứng chỉ đầu bếp món Hàn có đúng không? Tôi chịu trách nhiệm nấu nè, bây giờ mới cực như vậy nè. Mấy đứa à, ba về rồi nè. Hả? Mẹ của tụi con đâu? Dạ con không biết, con về nhà đã không thấy mẹ rồi. Ba ơi ba, con đói bụng quá. Ở nhà không có cơm sao? Bộ hôm nay mẹ mấy đứa không nấu cơm hả? Tưởng gì món sườn bò hầm dễ nấu thấy mồ, có gì khó khăn đâu chứ. Mẹ cha đu à? Chị có khỏe không, mới đi chợ về hả? Xách lỉnh kỉnh nhiều thứ quá ta. Coi bộ hôm nay có khách tới nhà chơi hay sao vậy chị? Nói tôi nghe coi. Trời ơi, tuần này chúng tôi có một bữa tiệc tại nhà văn hóa cộng đồng. Tôi chịu trách nhiệm đi chợ cho các ông bà lớn tuổi, chứ đâu có khách khứa gì đâu chị. Còn người chịu trách nhiệm nấu là mẹ của Minchi. Chị vừa nói cái gì chứ? Mẹ của Minchi chịu trách nhiệm nấu nướng sao? Mẹ của Minchi nấu ăn ngon mà. Lần này chị ấy sẽ nấu món sườn bò hầm. Không biết có cần thêm người phụ không? Hãy ăn nhiều vào nha mọi người. Hãy ăn nhiều vào nha mọi người. Chà, món này đúng là ngon quá ha. Trời đất ơi, món sườn bò hầm chắc là ngon lắm. Đúng không hả mẹ cha đu? Nhiều thứ để dọn dẹp quá, không còn thời gian nữa, để tôi đi rửa chén nha. Không cần đâu, tôi sẽ rửa chén để mẹ của Minchi có thể về được rồi. Nấu ăn cả buổi chắc là chị cảm thấy mệt mỏi lắm. Mẹ ơi, sao mẹ về trễ vậy? Tụi con đói lắm rồi. Trong tủ lạnh chỉ có kim chi thôi, cho tụi con ăn cơm đi mà mẹ. Cái này là chính tay mẹ làm đó, sẽ không ngon đâu. Mẹ hỏi mấy đứa một câu nha, bây giờ các con muốn ăn kim chi hay là muốn ăn thịt bò đây? Dạ ăn thịt bò. Mẹ cha đu à, chị đừng có buồn nha. Có thể có sai sót mà. Học nấu ăn gấp gáp như vậy, đương nhiên là sẽ có sai sót rồi, chị đừng có bận tâm. Chị đang nói cái gì vậy hả? Ai sai sót chứ? Bữa tiệc tại trung tâm văn hóa cộng đồng đó. Ôi trời, cái đó tôi làm giống như mọi lần tôi làm thôi mà. Cái này đều là sườn bò hầm. Tôi đã gói hết phần còn lại mang về. Tôi nghĩ nhất định sẽ không ai đụng tới chúng đâu. Tôi nghĩ tôi không cần làm món phụ trong vòng một tháng. Mình là người đầu tiên đến đây.
Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Rõ ràng là thời tiết thứ sáu mới có tuyết mà. À, tuyết đã rơi từ lúc bắt đầu giờ học rồi mà. Hả? Thật sự tuyết rơi nhiều lắm luôn. Hả? Bạn biết có tuyết rơi luôn hả Chadu? Chứ sao, tất nhiên là biết rồi. Sao biết được, rèm kéo lại rồi mà. Là do sự khác biệt về nhiệt độ. Từ tiết đầu tiên, nếu như bạn cứ nhìn qua rèm cửa thay vì nhìn lên bảng, xuyên qua tấm rèm, bạn sẽ nhìn thấy bên ngoài rất rõ ràng sau tiết thứ ba rồi. Giáng sinh cùng bạn bè. Hai, tuyết rơi vậy vậy sao mà về nhà được? Ủa? Đừng lo mà chưa Giang à, rồi ba mẹ của bạn sẽ tới đón bạn thôi, đúng không nè? Đứa trẻ được yêu thương nhất sẽ được trở về nhà đầu tiên, có biết chưa? Nhanh lên đi con gái à, trễ giờ đến lớp học trượt patin rồi. Dạ, mẹ ơi, hôm nay tuyết tan rồi, con muốn ở nhà nghỉ ngơi. Sao có thể đi trượt patin trong thời tiết như vậy được hả mẹ? Ên Huy à, con có biết học phí bao nhiêu hay không? Đừng có nghỉ học mà. Cậu Sơn Hôn à, cậu Sơn Hôn à. Ba ơi. Ba mẹ ông ơi. Sao ba mẹ lại mở cửa hàng mà đến trường đón con vậy? Con trai của ba quan trọng hơn cửa hàng chứ. Cửa hàng đâu phải chuyện lớn đâu. Chúng con chào cô chú. Chào các con. Các con chắc là những người bạn mà Danny hay nhắc tới rồi. Có một chút đồ ăn các con cầm đi. Chúng con cảm ơn cô chú rất nhiều. Danny à, sáng mai gặp lại nha. Tạm biệt các bạn. À, sao mẹ của mình lại đến lâu như vậy chú? Từ từ đã Đôn Đôn nè. Tuyết đang rơi mà, vì vậy đường xá kẹt xe lắm. Ồ. Trời đỡ gió rồi nè. Mình phải chạy về nhà mới được. Mai gặp lại nha. Đợi đã Dương Sớt à, lỡ như mẹ bạn đến trường đón bạn thì phải làm sao đây? Ôi trời ơi, chắc hẳn là thằng bé sẽ thất vọng lắm đây. Ờ, là ai vậy? Có vẻ no nê ha, no nê quá luôn ha. Dạ phải, cái bụng no căng luôn rồi mẹ ơi. Ôi trời đất ơi, không biết con là con gái của ai nữa. Mẹ của Duyên Sớt phải đến cửa hàng lưu niệm hả mẹ? Phải đó. Chị ấy không thể bỏ cửa hàng được, nên chị ấy không thể đón con trai của mình, thậm chí là vào những ngày như vậy. À, thì ra đây là lý do mà lâu lắm rồi con không gặp mẹ của bạn ấy. Cẩn thận đó con. Con có biết con đang có một cuộc sống rất tuyệt vời hay không? Mẹ của con ở nhà, nấu cơm cho con ăn, lo cho con từng giấc ngủ và còn chăm sóc cho con những lúc như vậy nữa. Và cũng rất hay cằn nhằn con nữa. Con nói cái gì vậy hả? Mẹ ơi, mẹ có thấy có gì đó trống trống không? Cái gì chứ? Bụng của con hả? Sao suốt ngày con cứ cảm thấy bụng trống hoài vậy? Kiên nhẫn chút đi. Ở nhà mẹ đang làm món kim chi ngon lắm, lát về ăn. Không có, con đâu có nói cảm thấy bụng trống đâu. Vậy chứ cái gì trống? Con có biết không có người mẹ nào trên đời này hoàn hảo như mẹ đâu. Phải nuôi ba đứa con, cho các con những bữa ăn ấm cúng, đón các con vào những ngày tuyết như vậy. Mẹ nghĩ mình đã quá hoàn hảo để trở thành... Ủa? Ôi trời ơi, Duyên Sớt à, em bị cảm lạnh rồi hả? Dạ, em nghĩ chắc vậy rồi. Sáng nay em đã uống thuốc chưa vậy? Nếu cảm thấy không khỏe thì em nên tới bệnh viện đi. Em có muốn tôi gọi cho mẹ của em hay không? Dạ thôi, không cần đâu cô. Cảm ơn cô, em ổn mà. Em sẽ đỡ ngay thôi, nên không cần uống thuốc, cũng không cần đi bệnh viện. Bởi vì mẹ của bạn ấy rất bận, nên không thể lo cho bạn ấy được. Thật sao? Nếu như em cảm thấy trong người mệt hơn thì hãy nói cho cô biết, được không? Dạ, thưa cô em biết rồi. Nếu như mình đi bệnh viện, chắc chắn mình sẽ phải tốn tiền. Nè, bạn có thể sử dụng cái này. Ủa,
cảm ơn nhiều nha. Ồ, hôm nay anh Huy bị cái gì vậy chú? Cẩn thận đi, coi chừng bị nhiễm bệnh cho mình luôn á. Biết ngay là không tốt lành gì rồi. Anh Huy à. Cái gì? Hôm qua mình có nướng khoai lang nè. Hay quá. Nửa bò, nửa bào ngư, nhìn ngon quá đi à. Thiệt không đó, đang nghĩ là mùi vị cũng ngon lắm. Dạ phải. Nè, đem cho Vinh sết trước khi nó nguội. Mẹ đâu phải là mẹ của bạn ấy đâu, đâu cần làm vậy. Lúc đi chợ, mẹ vừa ghé qua cửa hàng của mẹ Vinh sớt một chút. Chị ấy đang rất lo cho Vinh sớt, thằng bé đang bị bệnh, con có biết hay không? Con có biết chuyện đó, nhưng con đã thấy là bò và bào ngư được nấu nhiều hơn bình thường. Vì vậy con cũng phải được nếm thử một chút. Chị em đâu? Mau ra đây đi. Tụi con muốn ăn cháo. Tụi con muốn ăn cháo. Tụi con muốn ăn cháo. Đừng có làm mấy cái trò trẻ con nữa. Mấy đứa hãy thôi ngay đi, có nghe hay không? Nấu cháo bào ngư rồi còn kêu đem cho Ly Jun sức nữa. Cho cha đu. Bên này nè, bên này. Nè, Ly Jun sức. Không phải là giỡn đó chứ. Mẹ đã nói là bạn ấy bị bệnh, sao bạn ấy còn ra ngoài chơi? Thật là đáng tiếc. Mẹ bạn ấy đang bận rộn với cửa hàng. Bạn ấy là con trai duy nhất nên không có ai ở nhà với bạn ấy hết. À vậy sao? Mình còn nhớ là... Các bạn à, chơi đủ rồi, chúng ta về nhà thôi. Được rồi, mình mà về trễ giờ cơm là mẹ mình sẽ không bao giờ nấu cơm cho mình ăn nữa đâu. Duyên Sức à, bạn cũng đi về nhà mà, có đúng không? À không đâu, mình sẽ ở lại chơi một chút xíu nữa. Duyên Sức không về nhà và ở lại chơi một mình. Cho cha đu à, bạn đang làm gì ở đây vậy? Ôi trời ơi, người bạn tốt Jun Sức à. Bạn cảm thấy rất cô đơn có đúng không? Thôi đừng lo, hôm nay mình sẽ chơi cùng với bạn nha. Hả? Chuyện gì vậy chứ? Sao hôm nay bạn lạ quá vậy? Kỳ lạ quá, sao tim mình đập mạnh dữ vậy nè? Cha đu không có nghe thấy đâu chứ? Nè, mình sẽ không mang đi liền đâu, bạn cứ ăn chậm thôi. Tại đồ ăn ngon quá, mình không thể dừng lại. Wow, mẹ của bạn tuyệt vời thiệt. Không có bò, không có bào ngư, nhưng mà mùi vị giống y như cháo bò bào ngư vậy. À, đúng vậy ha. Wow, đây là ba của bạn hả? Wow, chú ấy đẹp trai quá trời luôn. Bạn không giống chú ấy chút nào hết á. Đúng vậy. Thật ra thì ba của mình đã đi một năm nay rồi. Cái gì? Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Thiệt tình là mình không biết. Hả? Vui sớt à. Đừng buồn và cảm thấy cô đơn. Cho dù ba của bạn không ở bên cạnh bạn, bạn phải sống thật mạnh mẽ và can đảm lên được không? Được, cảm ơn. Ủa, cha đu à. Jun Sức à. Jun Sức à. Mẹ không, không phải vậy đâu. Không phải như mẹ nhìn thấy đâu mà. Cái gì, mẹ đâu có nói gì đâu. Cô ơi cô, con rất lấy làm tiếc về những việc liên quan tới chú. Hả? Cô đừng có cười nữa được không? Con cảm thấy xấu hổ quá đi. Được rồi, xin lỗi con cha đu. Nhưng mà cô không thể nào dừng được. Gì? Tất cả là lỗi của bạn hết á. Đáng lẽ ra bạn nên nói cho mình biết trước là ba của bạn là thuyền trưởng chứ. Thì mình cũng đang định nói chứ bộ. Wow, tất cả những thứ này là... Phải, là ba mình cho mình á. Ba mình gửi từ nước ngoài về. Mà nè, mình không hiểu tại sao bạn phải ra ngoài chơi. Trong khi ở nhà, bạn có quá trời đồ chơi luôn. Cha đu à. Thường xuyên đến đây dặn cơm nha, cha đu. Dạ, tất nhiên con sẽ đến thường xuyên mà. Ha ha ha!
rồi mà, mình biết chuyện này sẽ xảy ra. Tại sao mẹ lại nói như vậy chứ? Cẩn thận giùm đi, đây là quà sinh nhật của ba mình tặng cho mình. Dương Sắc à, hẹn gặp lại bạn vào ngày mai nha. Hẹn gặp lại mấy bạn. Các bạn à, ngày mốt là Giáng sinh rồi, tại sao chúng ta không tổ chức tiệc chứ? Bữa tiệc Giáng sinh. Bạn nói bữa tiệc Giáng sinh sao? Vui lắm à nha, nếu chúng ta tổ chức tiệc. Xin lỗi các bạn, nhưng mình không thể tham dự được, bởi vì mình bận phải đến cửa hàng để giúp mẹ mình vào đêm Giáng sinh rồi. Những ngày này chính là ngày bận nhất trong năm của cửa hàng nhà mình đó. Vui sức à. Không có sao, các bạn đừng bận tâm, các bạn cứ chơi vui vẻ đi nha. Hẹn gặp lại, tạm biệt ha. Đợi đã. Mình nói nghe nè, chúng ta có thể tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà của bạn không? Mình nghĩ không có nơi nào tốt hơn nhà bạn nữa đâu. Sao đu nè, sao bạn lại nói như vậy khi đã biết hoàn cảnh của bạn ấy bây giờ chứ? Đơn đơn nói đúng, Junseok không thể đến dự tiệc, sao bạn có thể hỏi mượn nhà bạn ấy chứ? Tại sao bạn ấy không thể tới dự tiệc? Junseok sẽ tham gia dự tiệc cùng với chúng ta. Dạ được, chị đợi một chút. Junseok à. Dạ, con đến ngay. Dạ đây mẹ, khăn choàng cổ đỏ, đúng không mẹ? Ủa, nhìn bên kia kìa, họ đang làm cái gì ở phía trước cửa hàng vậy? Nhìn mấy đứa nhỏ kia kìa, chúng dễ thương quá đi à. Cảm ơn các con rất nhiều nha. Tất cả quà mà cô chuẩn bị đã bán hết rồi, nên cô có thể đóng cửa sớm hơn một chút. Hay quá đi. Coi con, vậy là Junseok có thể tham gia tiệc với chúng con rồi, có đúng không con? Em yêu Junseok à. Ba ơi. Tạm biệt các bạn, Giáng sinh vui vẻ nha. Cái này đâu có nằm trong kế hoạch đâu. Được rồi cha Đu à, chúng ta rất vui khi thấy Junseok vui vẻ mà, không phải hay sao? Bạn nói đúng đó Minji à. Mình nghĩ chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên gia đình mình vào ngày Giáng sinh. Đúng đó, đúng đó. Tạm biệt nha, Giáng sinh vui vẻ. Salen in my heart, 두근두근 두근두근.
chưa có giá.